thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của chúng tôi tại một số đại lý, trong tháng 8 giá xe Hyundai đồng loạt giảm nhằm kích cầu trước khi bước vào tháng Ngâu, khoảng thời gian thường bị hạn chế mua sắm theo quan niệm của người Việt. Cá biệt, Hyundai Santa Fe tăng giá nhẹ ở một số phiên bản. Cụ thể, sau phiên bản của Santa Fe tại Việt Nam đang được bán với giá từ 995 triệu đồng đến 1 tỷ 245 triệu đồng. Trong đó, hai phiên bản dầu đặc biệt và xăng đặc biệt tăng 5 triệu đồng so với giá niêm yết. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Chevrolet Trailblazer, Toyota Fortuner, Nissan Terra trong phân khúc SUV 7 chỗ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, Santa Fe đạt doanh số cộng dồn gần 4.500 xe, chỉ thua ông vua phân khúc Fortuner gần 5.500 xe. Về phần mình, Kona và Elantra đang sở hữu giá khá tốt. Cụ thể, phiên bản Kona 1.6 Turbo hiện đang giảm tới 25 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong tháng 8. Tiếp theo là phiên bản 2.0 đặc biệt giảm 24 triệu đồng và 20 triệu đồng là mức giảm của Kona phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, các mức giá sau giảm này gần như tương đương với giá niêm yết cũ trước khi bị điều chỉnh tăng 25 triệu đồng hồi tháng 6. Trong khi đó, cả 4 phiên bản của Elantra đều được giảm từ 15 đến 25 triệu đồng. Trong đó, bản 2.0 số tự động giảm nhiều nhất 25 triệu đồng. Hai bản Sport 1.6 và 1.6 số tự động đều giảm 24 triệu đồng và bản 1.6 số sàn giảm 15 triệu đồng. Với mức giảm từ 17 đến 22 triệu đồng, Hyundai Tucson cũng đang có mức giá khá hấp dẫn. Đại diện bán hàng của một số đại lý Hyundai cho biết, phiên bản 2.0 một cầu bản thường đang có mức giảm giá cao nhất 22 triệu đồng. Tiếp theo là bản 2.0 dầu đặc biệt giảm 20 triệu đồng, bản 2.0 một cầu đặc biệt giảm 18 triệu đồng và cuối cùng là bản 1.6 TGDI giảm 17 triệu đồng. Riêng mẫu Hyundai Grand i10 thì tùy từng phiên bản khác nhau mà có các mức giảm giá riêng biệt. Theo tiết lộ của nhân viên đại lý, hiện tại trừ các phiên bản 1.0 và 1.2 số sàn giữ nguyên giá thì các phiên bản còn lại đều ưu đãi cho khách hàng mua xe trong tháng 8. Đáng chú ý nhất là phiên bản sedan 1.2 số sàn giảm tới 28 triệu đồng, mức giảm giá cao nhất trong số các mẫu xe Hyundai hiện nay, chưa kể giá niêm yết của mẫu xe này là loại thấp nhất. Cuối cùng trong danh sách là mẫu Accent. Đây cũng là mẫu xe được hưởng ít ưu đãi nhất khi chỉ có hai phiên bản 1.4 số tự động và 1.4 số tự động đặc biệt giảm lần lượt 2 và 3 triệu đồng. Các phiên bản còn lại đều giữ nguyên giá. Oh,